tu hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyên quan thời gian ngày 9 tháng 6 năm 2009 người giảng lão pháp sư tịnh không địa điểm cao hùng đại loan tập 42 b y phục mặc hư rồi đổi bộ khác vì bạn liền biết được cái gì là ta y phục không phải là ta thân không phải là ta ta chết rồi vẫn phải đi đầu thai đầu thai gọi là cái gì gọi là linh hồn linh hồn là ta linh hồn vẫn không phải là ta linh hồn cùng với ta tương đối gần cái gì là ta Linh tánh mới là ta. Linh tánh không mê chính là tự tánh. Linh hồn là cái gì? Tự tánh mê rồi thì gọi là linh hồn. Nó đi đầu thai trong sáu cõi, nó không thể ra khỏi sáu cõi, tại vì sao vậy? Nó mê. Đến hôm nào nó giác ngộ rồi, nó giác ngộ liền ra khỏi sáu cõi. Mê không thể ra khỏi sáu cõi thế nhưng nhận linh hồn là ta đã xem là rất cao minh rồi ở thế gian này đích thực có không ít tôn giáo đem linh hồn cho là ta họ không chấp trước cái thân này là ta họ gọi là linh tu Chú trọng thanh tịnh linh hồn Tu thành rồi Thì họ sanh cõi trời Cho nên chúng ta nhất định Phải tin tưởng thân không phải là ta Chân thật hiểu rõ thân không phải là ta con người liền sẽ không tạo ác nghiệp Người tạo ác nghiệp dễ dàng nhất là gì vậy? Đầu lưỡi Ăn thịt chúng sanh Tạo cái nghiệp này thật lớn Ham muốn mỹ dị Mỹ dị là gì ai? Đầu lưỡi Đầu lưỡi chỉ có ba tấc Khi xuống đến cuốn Thì vị không còn Thì không còn biết chua ngọt đắng cay Cái vị đó chính là đầu lưỡi Bạn thấy bạn vị đầu lưỡi này Bạn tạo bao nhiêu tội nghiệp Thật không đáng Tại vì sao phải vì đó mà tạo nghiệp Chân thật hiểu rõ rồi Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân đều không phải là ta thì ta không vì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân mà tạo nghiệp chân thật có thể đoạn ác tu thiện cái thứ hai là biên kiến biên kiến chính là đối lập hiện tại gọi là tương đối đây là giả không phải là thật nếu như chúng ta chân thật hiểu được viên dung dung hội dùng loại tâm trạng này mà trải qua ngày tháng dùng loại tâm trạng này mà đối nhân sự thế tiếp vật không đối lập với người không đối lập với việc không đối lập với tất cả dạng vật chân thật hài hòa liền xuất hiện họ đối lập với ta ta không đối lập với họ vì sao vậy họ mê họ không hiểu rõ chân tướng sự thật chúng ta không hiểu rõ chân tướng sự thật không còn đối lập với người người sự vật đều không đối lập Tai nạn thế gian này liền có thể hóa giải Tam thế gian Ý nghĩa Của cái chữ này Là nói thời gian Bạn thấy cái chữ này Cách viết của Trung Quốc là ba cái thập Người Trung Quốc gọi là 30 năm là một đời 30 năm là một đời Ý nghĩa Của gian cùng giới giống nhau Nói thế giới thế gian là một ý nghĩa Nó là nói không gian Một cái là thời gian Một cái là không gian Chúng sanh sáu cõi chúng ta Không rời khỏi thời gian cùng không gian Phật nói cho chúng ta nghe có ba loại thế gian. Ba loại nào vậy? Cái thứ nhất gọi là hữu tình thế gian. Đó là nói mỗi người chúng ta hữu tình chúng ta có hiện tượng tinh thần rất rõ ràng. Hiện tại gọi là động vật bao gồm tất cả động vật là thế gian hữu tình loại thứ hai gọi là khí thế gian khí thế gian là thế gian của vật chất hoa cỏ cây cối núi sông đất đai lại mở rộng ra bên ngoài hệ thái dương hệ ngân hà Vô lượng vô biên Hằng hà xa số Cõi nước chư Phật Đều gọi là khí thế gian Thế gian của vật chất Đó là y báo của chúng ta Cái thứ ba gọi là trí chánh giác thế gian Trí chánh giác thế gian Không ở Trong sáu cõi Cũng không ở Mười pháp giới Siêu diệt mười pháp giới Mới gọi là trí chánh giác thế gian Ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói Trí chánh giác thế gian là chỉ ai Sơ trụ trở lên Dùng lời của Thiền tông để nói, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đó gọi là trí chánh giác thế gian. Chưa kiến tánh thì không tính, kiến tánh mới tính. Ở trên kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Sơ Trụ minh tâm kiến tánh, hướng lên trên 42 giai cấp, đều gọi là trí chánh giác thế gian. đây là phật đem ba loại thế gian nói ra cho nên trong kinh hoa nghiêm nói dung thế gian thập thân chúng ta xem thấy trên cái đoạn này đã nói vị bồ tát tri chư chúng sanh tâm tùy kỳ sở nhạo dung hội tam chủng thế gian dĩ vi thập thân chỗ này vừa xem liền tường tận phật nói ba loại thế gian này là gì để phương tiện ứng hóa mà xây dựng cho nên Phật không có định pháp để nói. Đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân đó để độ. Đáng dùng thân gì để độ? Có khởi tâm động niệm hay không? Có phân biệt chấp trước hay không? Không có. Lời nói này nói cho ai vậy? Là đối với phàm phu chúng ta mà nói. Là đối với người thế gian chúng ta mà nói Người thế gian có cảm Phật liền có ứng Những Pháp thân Bồ Tát này Các ngài đều có ứng Cảm ứng tương thông Những chúng sanh này có cảm Họ có phân biệt, có chấp trước Phật Bồ Tát đến ứng Không có phân biệt, không có chấp trước không phân biệt, không chấp trước, thì ứng bằng cách nào? Các ngày ứng là tự nhiên. Chúng ta không cách gì tưởng tượng. Thế nhưng chúng ta từ trong thực nghiệm nước của Tiến sĩ Giang Bụng Thắng liền đạt được khải thị rất lớn. Bạn xem nước là khoáng vật Nó đích thực Không có khởi tâm động niệm Nó không có phân biệt chấp trước Tuy nhiên con người chúng ta Khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước đối với nó Nó liền có phản ứng Nước có thể thấy Có thể nghe Có thể hiểu được ý của người Chúng ta viết một chữ yêu Dán lên trên bình nước Sau một giờ đồng hồ Đem nước nó Để vào trong tủ đông Điều chỉnh âm 5 độ Để nó kết tinh Sau khi đem ra Xem ở dưới kính hiện di Nó liền hiện ra Kết tinh rất là đẹp Việc này có rất nhiều Tấm hình chụp Nếu như viết một chữ chán ghét Không ưa thích Viết ra một chữ như vậy Cái kết tinh của nó Rất xấu Rất khó coi đây chính là cảm ứng. Nó đích thực không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, tự nhiên liền có cảm ứng. Vì sao vậy? Bởi vì Bồ Tát Di Lặc nói, hình giai hữu thức. Chỉ cần là có vật chất, trong đó quyết định có hiện tượng tinh thần. Chúng ta từ trong đạo lý này Có thể thể hội được Bồ Tát thành Phật Ngay đến một phẩm Tập khí sanh tướng vô minh Sau cùng đoạn hết Họ quay về thường tịch quan Về đến thường tịch quan Trong đó không có hiện tượng Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần đều không có. Vì chúng ta muốn hỏi Quay về đến Thường Tịch Quang Chúng ta gọi họ là Cứu Cánh viên Mãn Phật Họ vẫn còn độ chúng sanh hay không? Vẫn còn ứng hóa Ở cái thế gian này hay không? Chúng ta khởi tâm đồng niệm Cầu Phật Bồ Tát bảo hộ các ngài có đến hay không khẳng định đến vì sao vậy giống thực nghiệm nước vậy nó cảm ứng cái vấn đề này mới chân thật tìm được đáp án về trước có rất nhiều vì dạy chúng ta ở chỗ này đều khởi lên sự hiểu lầm nói cái gì vậy nói bồ tát đặng giác Đích thực có năng lực đoạn Nhất phẩm vô minh sau cùng Thế nhưng các ngài không đoạn Tại vì sao không đoạn Đoạn rồi thì không thể độ chúng sanh Thì không thể ứng hóa ở mười pháp giới nữa Có cách nói như vậy Lưu hoặc nhuận sanh Họ vẫn để lại sanh tướng Vô minh không cần đoạn đó Muốn đến giúp chúng sanh khổ nạn của mười pháp giới Có cách nói như vậy Hiện tại chúng ta biết cái nói này không thể thành lập Tuy là họ chứng được cứu cánh viên mãn Phật Một phẩm vô minh tập khí sau cùng đoạn hết rồi Quay về đến Thường Tịch Quang Thường Tịch Quang vẫn cứ có cảm ứng Đại sư Huệ Năng đã nói Với chúng ta rõ ràng thực tế mà nói ngày nói với ngũ tổ là đối với mọi người chúng ta mà nói nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ ở trong thường tịnh quan tình độ vốn tự đầy đủ cái gì đầy đủ mười pháp giới đầy đủ hằng xa cõi nước chư phật vốn tự đầy đủ cho nên chúng sanh có cảm thì có lý nào mà họ không khởi ứng chứ Đương nhiên khởi cảm ứng tương thông Chúng ta ở trong nhà Phật Có rất nhiều công án Xem thấy cổ Phật Ứng hóa ở thế gian Khi Đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ ở đời Quốc dương có một hôm phát tâm Cúng trai Cúng một ngàn vị tăng Cúng dương Một ngàn người xuất gia ăn cơm Nhiên đăng Nhiên đăng cổ Phật đến ứng cúng Nhiên đăng Nhiên đăng cổ Phật Đến ứng cúng Nhiên đăng. Nhiên đăng hóa thân đến Đây đều là chứng được cứu cánh Phật quả Các ngài không phải là Bồ Tát Đẳng Giác Có thể thấy Pháp tánh trong cõi thường tịch quan tình độ Nó khởi tác dụng Nó không phải không khởi tác dụng Đây là cho chúng ta một tin tức Chân thật hiểu rõ Chân tướng sự thật Chỉ cần chúng sanh có cảm Chư Phật Bồ Tát liền ứng hóa đến Cho nên nói, Bồ Tát biết tâm của chúng sanh. Họ vì sao mà biết tâm chúng sanh khởi tâm đồng niệm? Cái sóng động đó, các Ngài Thầy đều tiếp nhận được. Giống như nước vậy. Chúng ta khởi tâm đồng niệm, cùng với nó khởi lên tác dụng cảm ứng tương thông. Nó biết tâm chúng sanh. Chúng ta khởi tâm đồng niệm, không nên cho rằng người không biết chư phật bồ tát thầy đều biết không có chút nào bí mật cho nên hiểu rõ được chân tướng sự thật này thì chúng ta không dám khởi lên ác niệm khởi ác niệm bạn nói xem thật là hổ thẹn chúng ta cho rằng không có người biết thì ra chư phật bồ tát thầy đều biết đây là thật không phải là giả Tùy kỳ sở nhạo Nhạo là ưa thích Tùy theo ưa thích của chúng sanh Dung hội tam chủng thế gian Dị di thập thân Cái thập thân này đều là ứng hóa thân Đáng dùng thân gì để độ Thì hiện ra thân đó để độ Chỗ này là đem vô lượng Vô biên những thân đó Quy nạp thành mười thân Không chỉ như trong phẩm phổ môn Trong phẩm phổ môn nói 32 loại 32 ứng Ở chỗ này là đói mười Là ý nghĩa biểu pháp Không phải là một định số Là đại biểu vô lượng Vô biên Đại biểu viên mãn phục dĩ thập thân cập tự thân đệ hổ tương tác dung thông vô ngại thì danh dung tam thế gian thập thân giả mười thân là ứng hóa thân ngoài mười thân ra nó còn có cái thân Chúng ta gọi là bổn tôn Đây là tự thân Chân thật khởi tác dụng Bổn tôn cùng ứng hóa thân của Ngài Đều khởi lên tác dụng Dung thông Diện thông thông thường không có chướng ngại vậy thì cái gì gọi là đệ hổ tương tác phía sau có một giải thích dung thông vô ngại đệ hổ tương tác giả vị bồ tát như vị chúng sanh thân tác tự thân Diệt tác quốc độ thân Nại chí hư không thân chi loại thử chi thập thân Giữ Bồ Tát tự thân Nhất nhất Đệ hổ tương tác Dùng thông vô ngại Nói ra cái ý này Bồ Tát có thể hiện Thân hữu tình Bồ Tát cũng có thể thể hiện thân vô tình. Cái ý này thì rộng. Bồ Tát có thể hiện thân cây cối hoa cỏ. Bồ Tát có thể hiện thân gió mưa. Bạn thấy có người được âm thanh thì khai ngộ. Xem thấy cây cối hoa cỏ thì khai ngộ. Tại vì sao về trước họ thấy mà không khai ngộ Ngày nay xem thấy đột nhiên khai ngộ Bồ Tát biết được Duyên của chúng sanh này ở Vào lúc nào Dùng phương pháp gì Giúp cho họ Hoác nhiên đại ngộ đây gọi là phật pháp phật pháp là linh hoạt phật không có định pháp loại thí dụ này nhiều đời trung quốc rất nhiều đều là ở vào lúc nào vậy vào lúc sắp ngộ mà chưa ngộ vào lúc này chư phật bồ tát biết được nhất định đến giúp cho họ dùng thủ đoạn gì phương pháp gì không phải người thông thường có thể lý giải được thế nhưng giúp cho một người khai ngộ đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh những việc này ở trung quốc như ngũ đăng hội nguyên sách loại này ghi chép rất nhiều phía sau giới thiệu mười loại thân mười loại thân loại thứ nhất chúng sanh thân chúng sanh thân giả vì ngũ uẩn chúng cộng hòa hợp nhi sanh kỳ thân tức hữu tình thế gian chư chúng sanh thân giả Cái ngũ uẩn này là Sắc Thọ tưởng hành thức Uẩn Là ý nghĩa của tạng chứa Ý nghĩa tích chứa Sắc thọ tưởng hành thức trong đây sắc pháp là vật chất Thọ là cảm thọ Tưởng là tư tưởng Hành là một hiện tượng tiếp nối Thức là chủng tử A là gia thức từ trên duy thức mà nói sắc là cảnh giới vật chất phía sau bốn loại là thuộc về hiện tượng của tâm lý hiện tượng tinh thần thọ là tiền ngũ thức tưởng là thức thứ sáu hành là mạc na thức thức là a lại gia đây là bao gồm tất cả chúng sanh hữu tình Ngày nay chúng ta gọi là động vật Dùng cái thân như vậy Tùy chúng sanh tâm Ứng sở tri lượng Họ có thể hiện ra cái thân này trong Cái loại này So với Bồ Tát Quan Thế Âm 32 ứng thân Bao gồm còn rộng lớn hơn Còn nhiều hơn Hơn nữa Họ có thể hiện quốc độ thân Như rồi tôi đã nói Họ có thể thị hiện Hoa cỏ cây cối Núi sông đất đai Nại chí hư không thân Hư không thân chính là hiện tượng tự nhiên Làm cho Những người tu hành Sắp ngộ chưa ngộ Sau khi tiếp xúc được Họ liền khai ngộ chúng sanh Chúng là chúng duyên Hòa hợp Mà sanh cởi ra hiện tượng Gọi là chúng sanh thân Cho nên động vật Là Chúng duyên hòa hợp Thực vật cũng là Khoáng vật cũng là Hiện tượng tự nhiên Vẫn là chúng duyên hòa hợp cái chúng sanh thân này phạm vi rất là rộng lớn loại thứ hai quốc độ thân quốc độ thân quốc độ thân giả vị sơn hà đại địa chư khí thế gian sát độ thân giả cái thì hiện này là y báo không phải chánh báo không luận là y báo hoặc chánh báo có thuận có nghịch việc này các vị phải biết có người ở trong thuần cảnh giác ngộ có người ở trong nghịch cảnh giác ngộ Cho nên nghịch tăng thường duyên Rất nhiều là Phật Bồ Tát thị hiện Người thông thường không biết Thế nhưng chân thật ở trong cảnh giới thể ngộ Họ biết được cảm ơn Họ có loại cảm ứng đạo giao này Có cái thể hội này Cho nên Họ có thể hiện ra Thân núi sông đất đai Chính là Chư khí thế gian sát độ thân giả thì hiện những hiện tượng vật chất này phía sau vì chúng ta nói ra Bồ Tát tại vì sao phải thể hiện các chúng sanh Bồ Tát tri chúng sanh tâm chi sở nhạo Chúng sanh hoan hỷ Du sơn ngoạn thủy Người hiện tại ưa thích tham quan du lịch Du lịch Danh sơn thắng cảnh Ở trong đây có linh khí đặc biệt là người tu hành ở trong hoàn cảnh tự nhiên người ngộ nhập không ít trong đây đích thực có phật bồ tát gia trị chư phật như lai pháp thân bồ tát gia trì cái gia trì này chính là cảm ứng đến lúc nào sẽ có cái hiện tượng này người cầu giác ngộ ngay lúc bạn có cái tâm cầu giác ngộ Vậy thì không có cảm ứng Vì sao vậy? Tâm thanh tịnh mới có cảm ứng Chúng ta có cái tâm cầu giác ngộ Chính là trong tâm của bạn Không buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước Nếu như bạn buông xả Cảm ứng liền hiện tiền Bạn không buông xả Đó là chướng ngại Khi tôi mới học Phật Đại sư chương gia dạy tôi Phật thị môn trung hữu cầu tác ứng Cầu thành Phật Bạn đều có thể thành được Phật Huống hồ những thứ khác Thế nhưng khi bạn có cầu Cầu không có cảm ứng việc này có phải phật bồ tát không linh không phải vậy phật bồ tát quyết định linh nghiệm tại vì sao không có cảm ứng bạn có nghiệp chướng nghiệp chướng của bạn làm chướng ngại đi cảm ứng của phật bồ tát phải làm sao xám trừ nghiệp chướng bồ tát phổ hiền mười đại nguyện dương đó là giúp pháp thân bồ tát chúng ta chân thật muốn cầu giác ngộ thì bạn không thể không tu mười nguyện phổ hiền đây là thế tôn trên kinh luận nói được rất rõ ràng bồ tát không tu hành phổ hiền thì không thể diên thành phật đạo diên thành phật đạo phật đạo này là từ sơ trụ trở lên Hay nói cách khác Bạn muốn thoát khỏi 10 pháp giới Xanh cõi thật báo trang nghiêm Của chư Phật Như Lai Trở thành pháp thân đại sĩ Vì bạn nhất định phải tu hành phổ hiền Tịnh tông rất cự khôi Bạn thấy Kinh Vô Lượng Thọ Ở trong phẩm tựa liền dạy người tu cái đức của phổ hiền đại sĩ đó chính là mười đại nguyện dương cho nên thủ thắng của tình tông không phải là tùy tiện tán thán nó có căn cứ Trong 10 nguyện phổ hiền Chúng ta phải thật học Có thể học được bao nhiêu Thì làm bao nhiêu Cái thứ nhất học lễ kính Lễ kính là cái gì? Chính mình khiêm tốn Đối đại với tất cả mọi người Phải cung kính Vì sao vậy? Phật nói được rất hay Tất cả chúng sanh Giống gì là Phật Họ có Phật tánh Chân thật giống dĩ là Phật Trên Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta Không luận một chúng sanh nào Chỉ cần bạn có thể đem vọng tưởng phân biệt chấp trước Ba thứ này buông bỏ Thì bạn là Phật Thích Ca Mô Ni Phật Vì chúng ta thì hiện thành Phật Buông xả rồi ở dưới cõi Bồ Đề Triệt để buông xả Đại sư Huệ Năng ở Trung Quốc Vì chúng ta làm ra thì hiện thành Phật Cũng là buông xả Buông xả cái gì? Buông xả dòng tường Buông xả phân biệt Buông xả chấp trước viên mãn thành tựu đó là trên Kinh Hoa Nghiêm Là cảnh giới của sơ trụ trở lên Vĩnh diện Thoát ly mười pháp giới Trên Kinh Phật nói với chúng ta rất rõ ràng Rất tường tận Buông xả chấp trước Bằng liền vĩnh diện thoát khỏi sáu cõi luân hồi Buông xả phân biệt, buông xả vọng tưởng. Bạn liền rời khỏi mười pháp giới. Vào lúc này gọi là chứng được pháp giới nhất chân. Cõi thật báo của chư Phật Như Lai hiện tiền Bạn ưa thích một báo độ nào Bạn liền có thể giảng sanh đến báo độ đó Chỗ này nói thế nào Hữu duyên Bạn có duyên với chỗ nào Bạn có duyên với vị Phật nào Họ tự nhiên liền cảm ứng tương thông Họ liền hiện tiền Chúng ta ghi nhớ. Trên kinh Kim Cang có câu nói: Pháp môn bình đẳng không có cao thấp. Đây là thật không phải là giả. Khi quả báo hiện tiền, bạn tự nhiên liền đi. sinh vào một cõi Phật Chính là sanh vào tất cả cõi Phật Một chính là nhiều Nhiều chính là một Một và nhiều không hai Nó đích thực là dung thông Là dung hội Không luận pháp môn nào Thế nhưng bạn phải nên ghi nhớ Tám dạng bốn ngàn pháp môn Có tám dạng bốn ngàn loại phương pháp khác nhau lối đi khác nhau nguyên lý nguyên tắc của nó là một đó chính là buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước tịnh độ tông chúng ta dùng phương pháp gì để buông xả không thể buông xả phải có phương pháp phương pháp của tịnh tông thật đơn giản dùng một câu nam mô a di đà phật chỉ cần bạn nắm chặt lấy câu phật hiệu này các thứ khác thầy đều buông xả đây là thù thắng của pháp môn này nó rất đơn giản dễ dàng hoặc giả bốn chữ thì được rồi a di đà phật chỉ cần nắm chặt lấy bốn chữ này bạn liền thành công trong lòng bạn không thể có những thứ khác có những thứ khác công phu của bạn liền bị phá hỏng bất cứ thứ gì cũng đều có thể buông chỉ có một câu a di đà phật thì bạn liền đến thế giới cực lạc bạn thấy đến thế giới cực lạc có viên dung hay không thế tôn vì chúng ta giới thiệu thế giới cực lạc việc này trên kinh di đà nói sinh đến thế giới cực lạc mỗi ngày bạn thân cận a di đà phật đồng thời thân cận mười phương vô lượng vô biên chư phật như lai làm sao thân cận hóa thân để đi bạn có thể hóa trăm ngàn ước hóa thân Để mười phương cõi nước chư Phật Trước mặt mỗi vị Phật đều có bạn Bạn đều có mặt ở nơi đó cúng dường Bạn đều ở nơi đó nghe Pháp Chúng ta không nên nói Thứ khác chỉ riêng nói điều này liền quyết định phải cầu sanh tịnh độ Vì sao vậy? Bạn nghĩ tưởng xem vậy vẫn nên Cúng Phật là tu phước báo bạn mỗi ngày cúng dường vô lượng vô biên chư phật phước báo đó bao lớn nghe pháp là khai trí tuệ mỗi ngày mười phương vô lượng vô biên chư phật một vị phật nói cho bạn nghe một câu pháp thì quá tốt rồi làm sao mà bạn không khai ngộ làm gì mà không khai ngộ chứ cho nên bạn chân thật làm rõ ràng hiểu được tương tận bạn còn bằng lòng ở thế giới ta bà này thêm vài ngày hay sao không muốn nữa ở thêm một ngày thì trễ một ngày thành phật ở thêm hai ngày thì trễ hai ngày thành tựu cho nên người niệm phật công phu thành tựu cho dù thọ mạng còn cũng không cần Chúng ta ở trong giảng sanh truyền Xem thấy trong tình độ Thánh Hiền Lục Rất nhiều người niệm Phật Phần nhiều Ba năm Thì giảng sanh Biết trước giờ ra đi Thật là tuyệt đẹp Năm xưa tôi giảng kinh ở Đài Bắc Có một vị Pháp Sư hỏi tôi một việc Có thể Pháp Sư này hiện tại không còn Ông hỏi tôi Những sự việc nói trong giảng sanh truyện Tịnh độ Thánh Hiền Lục Có phải những người niệm Phật này Thọ mạng của họ ba năm thì hết Đáp án của tôi là không phải vậy Tôi nói không thể nào Làm gì có việc trùng hợp đến như vậy Bạn nói có hai ba người thì có thể Có thể là như vậy Ở trong đó có đến mấy chục người Mấy trăm người Vậy thì không thể nào Đó là nguyên nhân gì vậy Công phu của họ thành khối Họ liền có tư cách giảng sanh còn thọ mạng thì sao? Không cần nữa. Cũng giống như pháp sư Quán Ca triệu nhà Tống. Ông niệm Phật, chân thật niệm ra được A Di Đà Phật. A Di Đà Phật nói với ông: "Ông vẫn còn 10 năm dương thọ." Phật nói với ông: "Phải cố gắng mà tu tập, sau 10 năm nữa, khi thọ mạng con đến, ta sẽ đến tiếp con." Pháp Sư Quán Ca yêu cầu với A Di Đà Phật Mười năm tuổi thọ của con Con không cần nữa Hiện tại con đi theo Ngài liền A Di Đà Phật liền đồng ý Vậy tốt Ba ngày sau ta sẽ đến tiếp con Ba ngày sau thì ông giảng sanh Không bằng lòng Lãng phí thời gian ở thế gian này nữa vậy mới chân thật nói được thông cho nên người niệm phật chúng ta hiện tại bạn công phu không đủ không đi được Vì thì bạn không cách nào công phu như thế nào có thể tự tài giảng sanh muốn đi thì đi công phu thành khối phật ở trên kinh nói với chúng ta là nhất tâm bất loạn công phu đó thì cao kinh a di đà của ngài huyền trang dịch là nhất hướng chuyên niệm không phải nhất tâm bất loạn nhất hướng chuyên niệm một phương hướng một mục tiêu chuyên niệm chính là bất tạp không gián đoạn không xen tạp đó mới gọi là chuyên niệm đại sư kumba la thập dịch là nhất tâm bất loạn đại sư la thập là dịch ý không phải không có đạo lý bởi vì nhất hướng chuyên niệm cùng nhất tâm bất loạn công phu đó khác biệt rất lớn chỉ cần bằng niệm đến nhất hướng chuyên niệm khi lâm chung phật đến tiếp dẫn trước tiên hào quang phật chiếu đến liền đem nhất hướng chuyên niệm liền nâng cao lên đến nhất tâm bất loạn công phu của bạn liền nâng lên một cấp Cho nên Đại sư La Thập Dịch không hề sai Nếu chúng ta thật muốn cầu nhất tâm bất loạn Khó Thế nhưng nhất hướng chuyên niệm Thì chúng ta có thể làm đến được Dạng duyên buông xả Phật Pháp cũng buông xả Trên Kinh Kim Cang dạy cho chúng ta Pháp còn nên xả Huống hồ phi Pháp Pháp đó là Phật Pháp Phật Pháp ta thấy đều buông xả Đại Đức xưa nói Tam tạng 12 bộ Nhường để cho người khác ngộ Ai thích ngộ thì để người ta ngộ Tám dạng bốn ngàn hành Nhường để người khác hành Ta thấy đều buông xả không cần Ta chỉ cần một câu a di đà Phật Đây gọi là nhất hướng chuyên niệm người này nhất định sanh tịnh độ chúng ta chân thật là không có chút hoài nghi nào họ quyết định được sanh cho nên chư phật như lai dùng phương thức gì để ứng hóa Hoàn toàn xem Ưa thích Của chúng sanh Tùy chúng sanh tâm Chi sở nhạo Ưa thích cái gì Thì các ngài thì hiện ra thế đó Cho nên Chân thật chủ đạo Không phải Phật Bồ Tát Mà là chính mình cái điểm này phải biết phật bồ tát chủ đạo chưa chắc gì bạn tiếp nhận nếu như bạn thật có thể tiếp nhận đây là đại đức xưa đã nói giống như đại sư thiền đạo nói như lai sợ hưng xuất thế duy thuyết di đà bổn nguyện hải đó đây là ý của phật chủ đạo của phật ý nghĩa của phật chuyên tu tịnh độ thế nhưng rất nhiều người không bằng lòng cho nên phật mới dùng vô lượng vô biên pháp môn nhiếp thọ chúng sanh tiếp dẫn chúng sanh Tùy chúng sanh tâm Ứng sở tri lượng Đây là đại từ đại bi của Phật Thế nhưng Hiện tại chúng ta Dần dần thể hội được Vô lượng vô biên Những pháp môn này Đều là cửa phương tiện Đến sau cùng Giống như trên Kinh Khoa Nghiêm Đến sau cùng gian thù phổ hiền Mười đại nguyện dương cầu sanh cực lạc Vậy chúng ta liền nghĩ đến Vô lượng vô biên pháp môn Đều là nhiễu một dòng Ở trong cái dòng đó Khi đến sau cùng Gặp được giang thù phổ hiền Vẫn là niệm Phật quy về thế giới tây phương cực lạc hiện tại chúng ta gặp được rồi chúng ta liền tin sâu không hoài nghi loại người này là người thế nào thượng thượng căng khiến cho những chúng bồ tát ở trong thế giới hoa tạng bồi phục bạn tán tháng bạn bạn quá may mắn vì sao bạn đi một vòng thì đến điểm trung tâm họ ở bên cạnh đi vòng vòng đảo đến vô lượng khiếp cũng đều không đến được điểm trung tâm vì sao bạn bỗng chốc lại gặp được chúng ta cùng tình độ có duyên duyên sâu cạn không như nhau Duyên sâu Thì nhất hướng chuyên niệm Ngay đời này họ rất nhanh Thì thành tựu Duyên cảm Nghiệp chướng sâu nặng Họ vẫn phải đi lòng vòng Họ vẫn phải ở trong Kinh giáo xoay chuyển Ở trong vô lượng pháp môn Mà đi chọn lựa cái này cao, cái kia thấp Cứ so sánh với nhau Không biết được Pháp môn bình đẳng Không có cao thấp Luôn cảm thấy pháp môn này của ta Thì thù thắng Pháp môn khác thì không bằng như ta Pháp môn tình độ quá dễ dàng Dạy cho bà già Không thèm ngó đến Để lỡ qua trước mắt Bạn nói xem thật đáng tiếc Cho nên Phật tùy tâm ứng lượng Đáng dùng thân núi sông đất đai Họ có thể giác ngộ liền hiện Nên dùng thân hoa cỏ cây cối để độ liền hiện hoa cỏ cây cối thông thường chúng ta gọi là linh khí linh khí núi sông linh khí của cây cối loại linh khí này là phật bồ tát gia trì Để người có duyên này Khi tiếp xúc Bỗng nhiên khai ngộ Cho nên chúng sanh căng tánh Không nhất định Thì hiện của Phật Bồ Tát Cũng không nhất định Thậm chí đến hư không trong hư không mặt trời trăng sao bao gồm mấy cầu dòng chúng ta gọi là hiện tượng tự nhiên những hiện tượng trong không trung đều là Chư Phật Bồ Tát Đang thị hiện ra rất nhiều loại Giúp chúng ta khởi tính Giúp chúng ta ngộ nhập Đây là thân quốc độ vô tình Hôm nay thời gian hết rồi Chúng ta học tập đến đây thôi A-di-đà Phật dịch vọng tây cư sĩ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do nhóm hoa nghiêm thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật